Xin chào tất cả các bạn, trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đó là sữa Meiji. Và trên tay mình đang là một hộp sữa Meiji đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Một hộp như thế này thì sẽ có khối lượng là 800g. Thành phần của một hộp sữa Meiji này thì có thành phần đó là lactose, các chất béo, thực phẩm, mỡ lợn, dầu đậu nành, dầu hạt cò, dầu cá tinh chế, cùng với đó là canxi, bột whey, vitamin C, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, B2, B12, vitamin D cùng với một số các loại vitamin khác. Và công dụng của sản phẩm này thì đó là bổ sung chế độ ăn của trẻ, giúp hỗ trợ phát triển một cách toàn diện nhất cho trẻ. Đối tượng sử dụng của sản phẩm dòng sữa Meiji này thì sẽ là từ 0 cho đến 12 tháng tuổi các mẹ nhé. Và ngoài ra thì dòng sữa Meiji này thì sẽ có từng độ tuổi phù hợp, từ đó thì các mẹ của chúng ta có thể đưa ra được sự lựa chọn phù hợp nhất cho con của mình. Và bảo quản sản phẩm này thì chúng ta nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp cũng như là những nơi có nhiệt độ cao các bạn nhé. Và khi đã mở nắp ra rồi thì chúng ta sẽ nên sử dụng trong vòng 1 tháng trở lại thôi ạ. Và khi dùng xong thì chúng ta nên đậy nắp lại để tránh tiếp xúc lâu ngoài không khí thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng sữa bột của chúng ta. Và ngày sản xuất cũng như là hàng sử dụng thì đã được ghi ở dưới mỗi đáy lon như thế này. Và các bạn sẽ sử dụng những sản phẩm nào còn hàng sử dụng thôi ạ. Những sản phẩm đó quá hàng thì chúng ta cũng không nên sử dụng các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát mặt trước thì sẽ là thông tin về sản phẩm sữa Meiji cũng như là về thành phần bằng tiếng Nhật. Và ở đây thì đã có một cái tem phụ bằng tiếng Việt để cho chúng ta dễ dàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm hơn. Vậy là trong video hôm nay thì mình đã vừa giới thiệu đến các bạn một sản phẩm dòng sữa Meiji dành cho trẻ em từ 0 cho đến 12 tháng tuổi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.